Xin chào tất cả các bạn. Trong suốt lịch sử tồn tại của chính quyền quốc gia Việt Nam, từ năm 1950 đến năm 1955, và chính quyền Việt Nam Cộng Hòa từ năm 1955 đến năm 1975, thì có tổng cộng 173 vị sĩ quan đã được phong thăng đến cấp tướng. Trong số này có không ít người xuất thân cùng quê, học cùng trường, hoặc là anh em, họ hàng trong cùng một gia đình. Tuy nhiên chỉ có đúng 3 vị tướng lĩnh là cùng xuất thân từ trong quân đội Cao Đài, bao gồm 2 trung tướng và 1 thiếu tướng. Vậy họ là những ai? Tiểu sử binh nghiệp của họ như thế nào? Số phận cuối đời của họ ra sao? Mời các bạn cùng mình đi tìm đáp án cho những câu hỏi đó trong video ngày hôm nay nhé. 1. Trung tướng Trình Minh Thế. Ông sinh năm 1922 trong một gia đình khá giả theo đạo Cao Đài tại Tây Ninh. Thuở nhỏ, ông học tại địa phương, nhưng sau đó bị cho nghỉ học vì ngang ngạnh, bướng bỉnh, không nghe lời thầy cô giáo. Đầu năm 1940, ông tham gia vào đơn vị vũ trang đầu tiên của giáo phái Cao Đài. Danh xưng ban đầu là chi đội 78, tiền thân của quân đội Cao Đài. Sau đó, ông được gửi đi thủ huấn tại trường huấn luyện quân sự Nội Ứng Nghĩa Đinh Cái Vồn. Mãn khóa tốt nghiệp thì ông trở về đơn vị và nắm giữ vai trò cán bộ chỉ huy. Sang năm 1944, ông Thế được cử đi du học lớp huấn luyện quân sự tại Cao Miên và Lào. Mãn khóa trở về nước thì ông trở thành một sĩ quan của giáo phái Cao Đài. Đầu tháng 3 năm 1945, Nhật đảo chính Pháp, ông Thế cùng với lực lượng quân sự Cao Đài tham gia với vai trò hỗ trợ cho quân đội Nhật Bản. Đến tháng 9 cùng năm, quân đội Nhật tại Đông Dương đầu hàng đồng minh. Ông Thế đã cùng với đoàn quân chi đội 78 rút vào chiến khu Cao Đài và tiếp tục hoạt động chống Pháp. Nhưng chỉ một thời gian sau thì ông bắt tay hòa hoãn với Pháp và được thăng tiến nhanh chóng. Qua năm 1947, ông Thế đã cùng với một số chiến sĩ Cao Đài thành lập đội du kích, rồi trở thành chỉ huy trưởng du kích Bến Cầu, Tây Ninh, kiêm trưởng phòng tác chiến khu vực. Sang tháng 9 năm 1949, ông Thế được cử chức vụ Chủ tịch Ủy ban Chỉ đạo Việt Nam Phục Quốc hội. Tháng 6 năm 1951, ông được bổ nhiệm chức vụ Tham mưu trưởng quân đội Cao Đài. Đến ngày 8 tháng 6 cùng năm, ông Trình Minh Thế được thăng cấp Thiếu tướng Cao Đài. Ngay sau đó, ông cùng với đội quân của mình chính thức rời khỏi hàng ngũ giáo phẩm Cao Đài để thành lập một lực lượng riêng, lấy tên là Liên Minh, với chủ trương chống cả Pháp và Việt Minh. Tuy nhiên, do lực lượng của ông Thế quá mỏng, tổng quân số chỉ trên dưới 2.000 người, nên không phải là đối thủ đáng lo ngại của Việt Minh. Những cuộc đụng độ giữa hai bên cũng chỉ gây ra những tổn thất nhỏ, chủ yếu là tranh giành lương thực, ngũ cốc của hai phe. Khi quân Pháp tấn công vào căn cứ của ông Thế, thì ông cũng chỉ huy đội quân của mình tránh vào trong các hang động ở núi Bà Đen và dời bộ chỉ huy về núi Heo. Qua năm 1954, Pháp bại trận tại Điện Biên Phủ. Chính phủ Mỹ cử cố vấn quân sự Edward Landale đàm phán với ông Trình Minh Thế về việc sử dụng lực lượng vũ trang của ông để hỗ trợ cho Thủ tướng Ngô Đình Diệm và quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Rất nhiều khoản tiền lớn đã được chính phủ Mỹ và chính phủ của ông Diệm chi ra nhằm thuyết phục ông Thế gia nhập chính phủ quốc gia. Và đến ngày 13 tháng 2 năm 1955, Thủ tướng Diệm đã khai mạc buổi lễ tiếp nhận Trung đoàn Bộ binh Liên minh gồm 2.500 binh sĩ do ông Trình Minh Thế chỉ huy, chính thức hợp tác với chính phủ quốc gia. Ngay sau đó, ông Trình Minh Thế
cũng được đồng hóa cấp bậc thiếu tướng quân đội quốc gia. Trong khoảng thời gian từ tháng 3 đến tháng 5 năm 1955, tình hình tại Sài Gòn trở nên rất căng thẳng. Mâu thuẫn về quyền lực chính trị và kinh tế giữa phe chính phủ và liên minh lực lượng vũ trang giáo phái cùng với bộ đội Bình Xuyên ngày càng gay gắt. Thủ tướng Diệm quyết định đưa vào Sài Gòn 3 tiểu đoàn Nùng, 2 tiểu đoàn Dù dưới quyền chỉ huy của đại tá Đỗ Cao Trí, phối hợp với các đơn vị của tướng Thế và 2 đơn vị khác của giáo phái Hòa Hảo tấn công, trấn áp và tiêu diệt các lực lượng vũ trang đối lập. Do tương quan lực lượng chênh lệch nên phe chính phủ nhanh chóng nắm được lợi thế và dần đẩy lùi được các đảng phái ra khỏi thành phố. Trong ngày mùng 2 tháng 5 năm 1955, tướng Thế được giao nhiệm vụ chỉ huy 1.300 quân vượt kênh Tàu Hủ để tiến vào cầu Tân Thuận, hành quân truy nã lực lượng Bình Xuyên của tướng Bãi Viễn. Sang chiều hôm sau, mùng 3 tháng 5, tướng Thế bị trúng đạn và tử thương khi đang ngồi trên xe jeep ngay tại dốc cầu Tân Thuận. Ông hưởng dương 33 tuổi. Ngay sau đó, ông Trình Minh Thế đã được truy thăng cấp bậc trung tướng. Linh cữu của tướng Thế được đặt trên một chiếc xe thiết giáp danh dự, di chuyển từ Sài Gòn về đến Tây Ninh và an táng tại Nghĩa trang Liên Minh, Tây Ninh. 2. Trung tướng Nguyễn Thành Phương. Ông sinh năm 1912 trong một gia đình đại điền chủ giàu có tại Rạch Giá, nay thuộc tỉnh Kiên Giang. Thuở nhỏ, ông được theo học chương trình Pháp tại địa phương. Khi những tín đồ Cao Đài đầu tiên đến truyền giáo ở vùng đất Rạch Giá, thì ông Phương đã sớm tỏ ra hâm mộ những giáo thuyết của tôn giáo này. Khoảng cuối thập niên 1930, ông rời Rạch Giá lên Thánh địa Tây Ninh để tham gia vào công tác xây cất tòa thánh. Đây cũng là cơ duyên đầu tiên để ông tiếp xúc với những nhân vật chức sắc cao cấp nhất của đạo Cao Đài. Sang năm 1941, ông Phương rời Tây Ninh về thành phố Sài Gòn và cùng với người anh trai Nguyễn Thành Danh bí mật gia nhập Việt Nam Phục Quốc Hội. Qua năm sau, ông theo học bổ túc quân sự ở trường huấn luyện quân sự nội ứng Nghĩa Đinh Cái Vồn. Mãn khóa tốt nghiệp thì ông làm sĩ quan chỉ huy trong đội nội ứng nghĩa binh tại tòa thánh Cao Đài Tây Ninh. Đầu tháng 3 năm 1945, Nhật đảo chính Pháp, ông Phương đã cùng với các đội viên nội ứng nghĩa binh hỗ trợ quân Nhật lùng bắt các sĩ quan Pháp. Sau khi Pháp tái chiếm Nam Bộ, các mặt trận kháng Pháp xung quanh Sài Gòn nhanh chóng tan vỡ. Ông Phương buộc phải đưa đơn vị của mình rút về Tây Ninh để tìm cách tổ chức lại. Nhờ có sự hỗ trợ từ các tín đồ Cao Đài mà đơn vị của ông nhanh chóng phát triển quy mô và bổ sung quân số. Sang năm 1946, ông Nguyễn Thành Phương đưa đơn vị thuộc quyền quy thuận dưới sự lãnh đạo của hộ pháp Phạm Công Tắc. Đơn vị của ông chính thức mang tên là Cơ Thánh Vệ Tòa Thánh Tây Ninh và ông Phương được giữ chức chỉ huy trưởng. Đến năm 1949, hộ pháp Phạm Công Tắc thống nhất các đơn vị vũ trang của giáo phái Cao Đài để thành lập quân đội Cao Đài. Qua năm 1951, ông Nguyễn Thành Phương được chỉ định làm tham mưu trưởng quân đội Cao Đài. Từ cuối năm 1952, mâu thuẫn giữa các nhân vật chỉ huy quân đội Cao Đài và các chức sắc tôn giáo Cao Đài ngày càng trở nên gay gắt. Thành phần binh sĩ trong các đơn vị quân đội Cao Đài đa phần là ngoại đạo. Một số chỉ huy cấp cao thì có dấu hiệu lạm quyền, không còn tuân phục sự lãnh đạo của hộ pháp Phạm Công Tắc, cho nên việc cải tổ là nguy cấp và bắt buộc. Sau cuộc cải tổ thì ông Nguyễn Thành Phương được thăng cấp thiếu tướng Cao Đài và giữ chức vụ ủy viên thường trực Việt Nam Phục Quốc Hội. Mặc dù ông Phương vẫn được tiếp tục giữ vai trò chỉ huy trưởng Cơ Thánh Vệ, nhưng đơn vị của ông buộc phải đóng ở bên ngoài tòa thánh.
Đầu tháng 11 năm 1953, hộ pháp Phạm Công Tắc đã triệu tập 39 chức sắc cao cấp của Tòa Thánh Tây Ninh để họp bàn về việc đề cử tân tổng tư lệnh quân đội Cao Đài giữa hai ứng viên là Thiếu tướng Nguyễn Thành Phương và Đại tá Lê Văn Tất. Kết quả sau cùng, Đại tá Lê Văn Tất là người được lựa chọn. Chính điều này đã kích động ông Phương phối hợp với Đại tá Trình Minh Thế bắt cóc Trung tướng Trần Quang Vinh giam ở núi Bà Đen, gây áp lực buộc hộ pháp Phạm Công Tắc thăng cấp trung tướng và bổ nhiệm ông Nguyễn Thành Phương giữ chức tổng tư lệnh quân đội Cao Đài. Hành động này càng khoét sâu thêm mâu thuẫn giữa các chức sắc và nhóm chỉ huy quân sự. Sau đó, tướng Vinh vẫn tiếp tục bị giam giữ cho đến ngày 18 tháng 4 năm 1954, ông mới được trả tự do. Vì ý thức được rằng mọi chuyện vẫn chưa thực sự kết thúc, nên tướng Vinh đã tìm cách trốn về Sài Gòn, rồi bí mật sang Pháp để tránh hiểm nguy. Tháng 5 năm 1954, Pháp bại trận tại Điện Biên Phủ. Thủ tướng Ngô Đình Diệm đã tìm cách chiêu mộ ông Phương về hợp tác. Sang đầu tháng 4 năm 1955, ông Nguyễn Thành Phương được đồng hóa cấp bậc Thiếu tướng Quân đội Quốc gia Việt Nam và được giữ chức vụ Quốc vụ Khanh, kiêm Ủy viên Hội đồng Quốc phòng trong nội các của chính phủ ông Ngô Đình Diệm. Tháng 12 cùng năm, tướng Phương đưa 8.000 binh sĩ dưới quyền quy thuận chính phủ của ông Ngô Đình Diệm. Ngay sau đó, ông Nguyễn Thành Phương cũng được đồng hóa cấp bậc trung tướng. Với sự ủng hộ của tướng Nguyễn Thành Phương và tướng Trình Minh Thế, Thủ tướng Diệm đã nhanh chóng đẩy lùi được các tổ chức quân sự đối lập của Bình Xuyên và Hòa Hảo. Đầu tháng 10 năm 1955, nhận lệnh của Thủ tướng Diệm, tướng Phương đã đem quân tiến thẳng vào Tòa Thánh Tây Ninh để gây áp lực với hộ pháp Phạm Công Tắc, buộc ông Tắc phải trốn chạy sang Campuchia và sống lưu vong tại đây cho đến cuối đời. Cuối tháng 10 năm 1955, ông Ngô Đình Diệm chính thức trở thành tổng thống của nền đệ nhất Cộng hòa. Sang tháng 11 cùng năm, Tổng thống Diệm đã ra lệnh khởi tố ông Nguyễn Thành Phương về tội tàn trữ xe hơi, sa thải ông khỏi các chức vụ trong quân đội và chính quyền, tịch thu toàn bộ tài sản. Mặc dù vô cùng bất mãn, nhưng vì bị kiểm soát quá chặt chẽ nên ông Phương cũng không thể có hành động gì. Năm 1961, ông Nguyễn Thành Phương tìm cách ra tranh cử với vai trò ứng viên phó tổng thống, đứng cùng với ứng viên tổng thống Nguyễn Đình Quát, nhiệm kỳ 1961-1966, nhưng không đắc cử vì số phiếu quá ít. Sang năm 1963, sau khi tổng thống Ngô Đình Diệm bị lật đổ và sát hại, Hội đồng Quân nhân Cách mạng nhận thấy ông Phương không còn phù hợp với bất kỳ chức vụ gì trong quân đội và chính quyền, nên đã cho ông giải ngũ. Trung tướng Nguyễn Thành Phương cũng được xác định đã qua đời, nhưng chưa rõ năm mất. 3. Thiếu tướng Văn Thành Cao. Ông sinh ngày 12 tháng 11 năm 1924 trong một gia đình điền chủ tại Gò Công, nay thuộc tỉnh Tiền Giang. Thuở nhỏ, ông học tại địa phương. Khoảng năm 1939 đến năm 1940, ông theo học tại trường huấn luyện quân sự Nội ứng Nghĩa Đinh, Cái Vồn. Sau khi mãn khóa tốt nghiệp, thì ông Cao gia nhập lực lượng bán vũ trang Cao Đài với tên gọi Nội ứng Nghĩa Binh. Đầu tháng 3 năm 1945, ông tham gia trong thành phần lực lượng Nội ứng Nghĩa Binh hỗ trợ Nhật đảo chính Pháp tại Sài Gòn. Năm 1949, hộ pháp Phạm Công Tắc thống nhất các đơn vị vũ trang của giáo phái Cao Đài để thành lập quân đội Cao Đài. Ông Văn Thành Cao được cử chức vụ chỉ huy trưởng một đơn vị quân đội Cao Đài có quân số ngang với cấp trung đoàn, đặt bản doanh tại Sa Đéc. Tháng 6 năm 1951, khi Đại tá Trình Minh Thế tuyên bố ly khai lực lượng quân đội dưới quyền tướng Nguyễn Văn Thành
rút về khu vực rừng Bưng Rồ, Tây Ninh, lập chiến khu Bù Lu với danh nghĩa Mặt trận Liên minh Quốc gia Kháng chiến, gọi tắt là Liên minh, thì ông Văn Thành Cao cũng đưa quân theo về và được giữ chức Phó Tổng Chỉ huy Lực lượng Liên minh. Sang giữa tháng 2 năm 1955, lực lượng Liên minh chính thức hợp tác với chính phủ quốc gia. Ông Văn Thành Cao được thăng cấp đại tá và quay trở về Đồng Tháp để tổ chức lại các đơn vị dưới quyền. Trong ngày mùng 3 tháng 5 năm 1955, tướng Trình Minh Thế bị trúng đạn và tử thương. Ông Văn Thành Cao được thăng cấp thiếu tướng và được cử chức vụ Tổng Chỉ huy Lực lượng Liên minh, thay thế vị trí của tướng Thế. Đầu năm 1960, tướng Cao được bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Sở Khảo cứu Phản du kích chiến. Ngày 6 tháng 6 năm 1966, ông tham gia vào các cuộc họp của Ủy ban Lãnh đạo Quốc gia, rồi sau đó phục vụ trong Bộ Tổng Tham mưu. Sang tháng 6 năm 1973, ông được chỉ định giữ chức Tổng cục Phó Tổng cục Chiến tranh Chính trị. Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, tướng Cao ra trình diện trước chính quyền mới và bị đưa đi học tập cải tạo trong vòng 13 năm. Đến ngày 12 tháng 2 năm 1988, ông mới được trả tự do. Sau khi ra trại thì tướng Cao đã cùng gia đình xuất cảnh sang định cư tại tiểu bang Texas, Hoa Kỳ vào năm 1991. Đến năm 2022, thiếu tướng Văn Thành Cao đã qua đời tại Hoa Kỳ. Ông hưởng thọ 98 tuổi.